Trước khi có sự cố gặp vùng xảy ra thì quy trình ngắn gọn để thực hiện những đánh giá này gồm 8 bước. Bước đầu tiên là nhận diện là cái nguồn ô nhiễm của môi trường nước biển, rồi nghiên cứu đặc điểm của môi trường nước, trầm tích, thủy thạch, động lực, địa hình và các yếu tố khác ảnh hưởng đến chất lượng của môi trường và hệ sinh thái. Và là bước thứ nhất, bước thứ hai, dựa trên nghiên cứu đấy thì chúng tôi đã thiết kế chương trình quan trắc từ vị trí, phương pháp quan trắc, phân tích, lấy mẫu các thông số liên quan và đo đạc tại hiện trường. Và thứ ba đó là phân tích môi trường, phân tích các cái mẫu theo quy chuẩn Việt Nam và đồng thời kiểm định cái chất lượng phân tích. Thứ bốn là báo cáo kết quả quan trắc môi trường và đánh giá chất lượng môi trường. Và thứ năm là nhận xét đánh giá kết quả quan trắc môi trường hệ sinh thái. Thứ sáu đó là đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường nước, diện tích bằng bản keo độ và mức độ suy thoái hệ sinh thái là tiêu chuẩn luật. Và thứ bảy là tổ chức hội thảo với những chuyên gia trong và ngoài nước, và đồng thời trên cơ sở đó thì hoàn thiện báo cáo và công bố hôm nay là bước thứ 8, và chúng được lắng nghe và thông cảm với xã hội và những người quan tâm về những kết quả đánh giá thời gian vừa qua. Thì nguồn số liệu mà chúng tôi để xử lý thì bao gồm các số liệu đã liên quan đến chất lượng của trần tích thì tại thì trung tâm nghiên cứu, các viện nghiên cứu đã có từ trước là để làm cơ sở để so sánh từ chiều của mức độ biến động hiện nay. Về hệ sinh thái và tài nguyên sinh vật thì chúng ta thấy đó là liên quan đến của viện tài nguyên môi trường biển và các mảng bản cơ thủ của viện hàn lâm khoa học công nghệ Việt Nam và bộ tài nguyên và môi trường vân vân, rất nhiều cơ quan tham gia mà chúng ta thấy, và đặc biệt là những cái đơn vị chủ trì của bộ tài nguyên môi trường, của công nghiệp phát triển nông thôn, của quốc phòng, viện hàn lâm khoa học công nghệ Việt Nam, sở tài nguyên môi trường các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, viện tài nguyên môi trường biển, viện hóa học viện hàn lâm khoa học Việt Nam và các đơn vị khác của đại học Gia Hội. Chương trình quan trắc thì gồm hai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là từ lúc sự cố xảy ra là đến từ mùng 4 tháng 5 là đến 30 tháng 5 tại 8 tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Nam, bao gồm cả 4 tỉnh của miền Trung vừa rồi. Và chương trình thứ hai là từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 15 tháng 6 và khi thực hiện nhiệm vụ này thì do Bộ Tài nguyên Môi trường là chủ quản, đơn vị trực tiếp chủ trì và tổng cục môi trường và các đơn vị thi công bao gồm từ khảo sát thực địa rồi là công tác phân tích, xử lý kết quả làm báo cáo hợp phần và báo cáo tổng hợp. Thì chương trình 1 thì chúng ta thấy có sự tham gia của Bộ Tài nguyên Môi trường, Trung tâm điều tra tài nguyên môi trường biển, Trung tâm Hải quan, Trung tâm quan trắc tài nguyên môi trường, về phía Bộ Quốc phòng thì Trung tâm quan trắc tài nguyên môi trường biển, về Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn và Trung tâm quan trắc môi trường biển, Viện Hàn lâm khoa học công nghệ Việt Nam và Viện Tài nguyên môi trường biển, Viện Cơ học, Viện Hải dương học ở Nha Trang, về địa phương và Trung tâm quan trắc môi trường các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế. Thì đối với việc phân tích mẫu thì tiến hành ở đơn vị phân tích tốt nhất ở Việt Nam, gồm các đơn vị là của Trung tâm quan trắc môi trường tổng cục môi trường, thứ hai là Viện Hóa học Viện Hàn lâm khoa học công nghệ Việt Nam, Viện Hóa học công nghiệp của Bộ Công thương, rồi Trung tâm quan trắc môi trường của Tổng cục Môi trường và Viện Tài nguyên Môi trường biển Viện Hàn lâm khoa học công nghệ Việt Nam. Còn báo cáo các hợp phần về có ba hợp phần chính, đó là hiện trạng về môi trường biển gồm có nước biển, trầm tích biển do Trung tâm quan trắc của Tổng cục Môi trường thực hiện, báo cáo về hiện trạng về đoàn bám keo, hệ keo sắt của Viện Hóa học Viện Hàn lâm khoa học công nghệ Việt Nam thực hiện, và báo cáo về hiện trạng hệ sinh thái và tài nguyên sinh vật do Viện Tài nguyên Môi trường biển Viện Hàn lâm khoa học Việt Nam thực hiện. Còn báo cáo tổng hợp hôm nay là tổng hợp tất cả đơn vị tham gia, trong đó có Đại học Quốc gia Hà Nội. Và chúng ta biết rằng là cái tổng hợp dữ liệu nhận diện thì chúng ta thấy rằng là cá chết hàng loạt do sự cố ô nhiễm môi trường miền Trung tại bốn tỉnh Quảng Bình, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế thì ta biết là từ ngày 6/4 xuất hiện ở Vũng Áng, và tiếp theo là 10/4 là Quảng Bình và Quảng Bình, tiếp theo là 15/4 là tới Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, và ngày 4/5 trở đi thì không phát hiện được sản xuất hàng loạt như trước đó. Và trên cơ sở đánh giá nhận diện như vậy cũng như các nguồn thông tin khác thì chúng ta thấy rằng là ở vùng biển này có những các đặc trưng, trước hết đó là đặc trưng của chúng tôi gọi là thủy động lực. Thì trên vùng biển này chúng ta thấy rằng là có những cái vùng, đây là vùng dòng chảy đáy ổn định từ bắc xuống nam, còn dòng chảy mặn thì thuộc vào mùa đông thì chảy từ bắc xuống nam, và mùa hè thì từ nam đến bắc. Tuy nhiên do tác động của hình, tác động của hệ thống sông, dòng chảy sôi đổ ra xuất hiện những dòng chảy cục bộ ở phía Xuân Dương, ở phía ngoài khơi của Nhật Lệ, rồi là phía ở trong Sơn Trà của Thừa Thiên Huế.
Đây là điều kiện thuận lợi cho việc tích lũy các cái chất gây ô nhiễm trong môi trường nước biển, trong tiết biển. Và cái thứ hai chúng ta thấy trên sản đồ này là ở vùng này có sự phân bố rất không đồng đều của các cái trầm tích nước biển. Cái màu xanh nhạt nhất đấy là trầm tích bùn, và sau đó nhạt tiếp theo đó là bùn cát, và lâu nay là cát. Thì theo chiều thì nói cái bùn cát và cát thì mức độ tăng chứ cứ giữ độc tố chứ giảm đi. Cái nguồn thì cùng nguồn phát thì bùn và bùn sạch và cát sạch thì sẽ lưu giữ tốt hơn, lâu hơn và sẽ giữ nguy hiểm hơn. Thế còn cát sạch thì lưu giữ độc tố ít hơn và sau đó thì làm sạch nhanh hơn. Đồng thời chúng tôi cũng đã ở khu này đã từ cách đây gần 20 năm là cái mảng nghiên cứu về đặc điểm tiểu hóa môi trường biển. Đây là kết quả nghiên cứu của trung tâm điều tra cơ bản tài nguyên và môi trường của bộ tài nguyên môi trường thực hiện. Thì chúng ta thấy rằng ở cái vùng đó môi trường nước của thời năm 1907 là không bị ô nhiễm của tất cả các hợp phần, và cái này thể hiện các cái thông số đặc trưng cho cái môi trường nước biển của vùng đó. Về các cái thông số tập trung chúng ta thấy toàn bộ thì được chung ở đây đều là thấp hơn tiêu chuẩn môi trường Việt Nam. Và đối với môi trường trầm tích thì chúng ta cũng thấy ở vùng biển ở đây có nhắc là trưng mà tôi vừa nói ở trên đặc điểm trầm tích, đặc điểm oxy hóa khử và cái các cái thông số tập trung của các nguyên tố thì đều là những kim loại trong môi trường Việt Nam đều chưa vượt cái tiêu chuẩn môi trường Việt Nam, nghĩa là môi trường còn sạch. Và trên cơ sở những đặc trưng mà chúng tôi vừa nói ở trên thì đã thiết kế cái chương trình quan trắc nhất là quan trắc nước biển đang bờ xa bờ, và với tổng số lượt là chúng ta được 93 điểm lấy mẫu nước và ở ven bờ là 50.000 lấy mẫu, và tổng số mẫu mà chúng ta lấy được đến hôm nay đó là điểm gần bờ 27 vị trí, nước biển tại 27 vị trí mặt từng đáy và phân tích đáy là 14 vị trí và thực vật phù dung là 27 vị trí. Ở vùng biển xa bờ chúng ta lấy 16 vị trí nước biển tại từng mặt và từng đáy. Chương trình thứ hai là bắt đầu từ tháng 6 và kết thúc vào tháng 8 thì là quan trắc nước biển tầng mặt, tầng đáy và tầng giữa, tầng đích bằng cả keo bộ hệ sinh thái và sinh vật biển, tổng cộng có 211 điểm lấy mẫu. Và chúng ta thấy rằng là ở đây là có 3 sáu tuyến, chúng ta thấy 3 sáu tuyến khảo sát và tổng 146 điểm lấy mẫu, tổng chiều dài là 348 cây số, và trong đó 32 tuyến khảo sát đến độ sâu 30 mét nhằm mục tiêu để khảo sát để phát hiện ranh giới tác động ô nhiễm môi trường biển Việt Nam. Và tiếp theo đó là 4 tuyến khảo sát đặc biệt đến độ sâu 60 nước để vượt ra ngoài hoàn toàn những vùng không bị ảnh hưởng đối chính, so sánh kết quả quan trắc để nhìn nhận mức độ ô nhiễm của vùng bị tác động và vùng không bị tác động, và 6 điểm quan trắc trong các cần thả lagoon ven biển Tam Giang tổ 2 tổ 3 và kết quả các vùng công tác theo tiêu chuẩn 10 2015 của Bộ Tài nguyên Môi trường và quy chuẩn 43 và các cái thông số đặc trưng của quản trị của môi trường Việt Nam là phenol, cyanua, sắt và amoni. Và cái chương trình về quan trắc về đối với cái hệ sinh thái thì chúng ta đã tập trung ở những vùng có rạn san hô, và chủ yếu chúng ta thấy hòn Sơn Dương, hòn Nga, hòn Nốt, hòn Cồn Cỏ, Chân Mây và Hải Vân và Sơn Trà. Thì chúng ta phải rất lưu ý là những tác động hệ thống đảo và mức độ tác động về dòng chảy và vận chuyển vật liệu trầm tích tâm nhiên rất là khác nhau. Chúng ta thấy là ở vùng Sơn Dương, phía Bắc của Sơn Dương, về phía Nam Sơn Dương thì có sự khác nhau. Tương tự là Hòn La thì phía mà ở bên trái thì Tây Nam có tác động chịu khác với ở vùng phía đối mặt với nước mà có xu hướng nóng hơn phía Bắc đổ vào. Và về có biển chúng ta đã tiến hành khảo sát. Có lẽ là xin phép giáo sư là có thể chuyển cái máy lên bên đây để cho tiền để đem là phóng viên tạm biệt và cũng để báo cáo cho mọi người được nghe. Vâng ạ. Vâng, xin cho anh đi. Các đồng chí bộ phận kỹ thuật giúp giáo sư chuyển cái máy đi. Các đồng chí phóng viên chắc là phải tính toán lại cái mic để bỏ với cái màn nó nhỏ, để xem bỏ thế nào cho nó phiền.
Minh nhóm nghiên cứu còn tiến hành khảo sát về cò biển tại 4 khu vực và rừng ngập mặn ở 6 khu vực mà như chúng ta đã thấy trên màn hình, gồm có là Quảng Bình 2 khu vực, Cửa Ròn và Cửa Sông Danh, và Thừa Thiên Huế 4 khu vực là Ven Đồng Hà, Tam Giang, Ven Cầu Hai, khu Hoàn Thiết và Hoài. Thì về phương pháp lấy mẫu thì ở đây là phương pháp lấy mẫu là theo nước biển theo tiêu chuẩn 598/1995 và tầm thiết biển theo tiêu chuẩn 6663 của năm 2015. Mạng gắn keo trụ thì hút bằng xi lanh và hệ sinh thái của sinh vật biển và cò biển được mạng theo quy chuẩn bằng quy trình truyền thống của Viện Tài nguyên và Môi trường biển. Phương pháp bảo quản vận chuyển mẫu thì được tiến hành thực hiện đúng theo tiêu chuẩn Việt Nam là 6663 năm 2008. Thì mỗi trọng tích đáy thì các mẫu trọng tích được đựng trong một hộp nhựa xanh có bản tan kín và tránh ánh sáng. Và thứ ba, hai mẫu màu bằng cả keo tụ được đựng trong chai thủy tinh và bảo quản lạnh trong thùng đá và chuyển về thí điểm để phân tích. Và mẫu vật dụng du, động vật dụng được vào các lọ nhựa và phân côn và bảo quản theo những quy chuẩn của Viện Tài nguyên và Môi trường biển và truyền thống làm việc nhiều năm. Đây là một số hình ảnh mà cán bộ tiến hành phương pháp lấy mẫu ở ngoài hiện trường. Đây là các cái dụng cụ lấy mẫu tương đối đặc biệt, như là lấy mẫu phụ dung, đấy là chúng ta phải dùng trái, sau đó là mẫu lấy phân tóm đáy, và sau đó là lấy mẫu thảm cỏ bằng các cái phương pháp chuyên dùng của Viện Tài nguyên Môi trường biển. Và đây là thì mình ta thấy rằng là để lấy được cái mạng bạc keo trụ thì các nhà khoa học phải làm xuống biển và dùng xi lanh để hút, như chúng ta đã thấy ở phần góc bên phải chiều cao của màn hình. Và ở phía đùi dây đó chúng ta thấy tiếp theo thì để có các cái chứng cứ cũng đảm bảo sự tin cậy và thì chúng tôi chúng ta đã tiến hành lấy yêu cầu các cái địa phương tham gia chứng kiến xác nhận về cái việc lấy mẫu. Ở đây là một cái ví dụ biên bản xác nhận lấy mẫu về nhà lệ do cái trung tâm quan sát và môi trường của mình xác nhận. Tổng số mẫu mà thu được trong chương trình là 2013 mẫu. Đó là thì chúng ta thấy rằng là gồm các cái loại mẫu về nước biển ven bờ, nước biển gần bờ, nước trong xa bờ, trần đáy, du và cá chết, con cá mà lờ đờ. Và tổng số là những là chương trình 1. Chương trình 2 thì lấy hơn 3.200 mẫu và tập trung trong đó là mẫu trầm tích là 509 mẫu, mẫu bằng bằng keo trụ là 63 và mẫu hệ sinh thái và sinh vật biển là 2.736 mẫu ở các cái vị trí và các cái loại được khác nhau. Thì phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm thì được mẫu phân trầm tích thì phân tích theo cái thông tư 31/2011 của Bộ Tài nguyên Môi trường năm 2011 và quy chuẩn Việt Nam 10/2015 và các thông số phân tích quy định tại cái quy chuẩn 10/2015 quy chuẩn 3 của Bộ Tài nguyên Môi trường và một số thông số khác như là tổng phenol sắt xiên luộc. Thì các cái ở đây đối với các thông số cụ thể thì theo các cái quy chuẩn phân tích tương ứng, vì chúng ta thấy đây là sắt theo tiêu chuẩn Việt Nam 6649, rồi là xiên lua thì là theo tiêu chuẩn của Hoa Kỳ có điều chỉnh cho phù hợp với của Việt Nam, rồi là thủy ngân thì theo tiêu chuẩn Việt Nam,
rồi là ASEAN Việt Nam thì theo tiêu chuẩn của Hoa Kỳ có 5 triệu với thì điều chỉnh hoàn cảnh cập của Việt Nam. Đây là một cái quy trình phân tích phenol trong màng bảng cao tại Viện Hàn lâm Khoa học Công nghiệp Việt Nam. Đấy, và đây là những quy trình phân tích đã được của quốc tế đã được điều chỉnh cho phù hợp với hoàn cảnh của Việt Nam và vẫn đảm bảo độ tin cậy của các chuyên gia công nghệ đánh giá là phù hợp. Tiếp theo đó là cái phương pháp bảo quản chất lượng, kiểm soát chất lượng thì theo thì thông tư 21/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trong đó chúng ta nói là mẫu kiểm soát về chất lượng nội bộ là mẫu trắng tại hiện trường 28 mẫu, sau có cái gửi phòng thí nghiệm 10% và 46 mẫu, các cái mẫu nước mặn, mẫu phần giữa, phần lại đảm dưỡng tất cả các mẫu đều được có kiểm tra phân tích lại. Mà mẫu lạc đấy được chia tại hiện trường hoặc là được chọn lọc ở trong phòng thí nghiệm, trên cơ sở toàn bộ phương pháp mà chúng tôi vừa học ở trên là cứ có đầy đủ cơ sở khoa học phù hợp Việt Nam và được các đồng nghiệp quốc tế đánh giá là phù hợp với cái điều kiện và đảm bảo độ tin cậy và cần thiết. Trên cơ sở như vậy thì kết quả đánh giá bước đầu của chúng tôi là như sau. Thứ nhất, về chất lượng nước biển thì các thông số nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn 10/2015 của Bộ Tài nguyên Môi trường thì gồm các thông số hoàn lý như pH, tổng số chất rắn, dinh dưỡng gồm có nitơ, phốt pho, các kim loại nặng, ASEAN, đồng, chì, kẽm, các kim chrome của 2 lần quan trắc từ tháng 5 và tháng 6 đều nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn 10/2015 của Bộ Tài nguyên Môi trường. Để các thông số được xác định là nguyên nhân gây sự cố gồm có tổng phenol, cyano và sắt thì cyano và sắt có xu hướng giảm từ tháng 5 đến tháng 6 2016 và tổng phenol thì tăng từ tháng 5 đến tháng 7 2016 và giảm trong tháng 8 2016. Như vậy đây là do chỉ trên sơ đồ mà trên màn hình thì cái màu càng nhạt thì hàm lượng của phenol trong dung dịch trong nước biển càng cao và màu đậm xanh đậm thì là càng nhỏ. Và chúng ta thấy rằng là tất cả các cái thông số các cái nguyên điểm lấy mẫu chưa cái nào đạt đến cái màu đỏ. Tới màu đỏ là nơi chuẩn môi trường của Việt Nam thì tất cả đều nằm dưới cái chuẩn như vậy. Tuy nhiên thì chúng ta thấy cái phân bố của cái phenol trong nước của tháng 5 thì là giải nước màu nhạt ấy, là hàm lượng cao thì chủ yếu tập trung ở phía Bắc, Hà Tĩnh và ở Quảng Bình. Và đến tháng 6, tức là cái màn hình bên phải á, thì chúng ta thấy rằng là cái giải hàm lượng tập trung của phenol đã phân tán và rơi vào những vùng tập trung cao ở cái bẫy thủy lực mà như chúng ta đã thông báo ở đầu tiên và chuyển dịch cái phần tăng cao hàm lượng đấy vào trong phía của Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Đấy là những chúng ta thấy là cái màu vàng nhạt chuyển dần qua phía Nam. Thì đối với cyanua thì chúng ta thấy rằng là ở vào tháng 5 và tháng 6 chúng ta thấy rằng là cái hàm lượng tập trung rất cao ở cái vùng phía Bắc, một dải rất dài liên tục từ phía Sơn Dương cho đến hết của Quảng Bình. Và đấy là tháng 5, tháng 6 thì do tác động của thủy động lực rồi các yếu tố sinh hóa và hóa học trong biển thì đã dẫn đến là cái sự phân bố lại của cái cyanua. Thì chúng ta thấy rằng cái giải màu của hàm lượng cao đã giảm đi và diện tích và quy mô nó giảm lại. Nhưng trước kia nó giảm rất dài suốt từ phía Bắc đến hết của phần Hòa Bình và phía Bắc của Quảng Trị thì đến giai đoạn 2 thì chúng ta thấy rằng là nó chỉ còn lác đác ở điểm màu vàng nhạt và màu xanh nhạt và ở trên hình trong đó cũng còn ở vùng Nhật Lệ và vùng phía cuối của Thừa Thiên Huế. Thì đối với chất lượng các bãi tắm thì là kết quả quan trắc tần suất là 2 lần một ngày vào từ giai đoạn từ tháng 5 tháng 6 và 2 lần một tuần từ tháng 23 tháng 6 đến nay thì kết quả quan trắc 19,8 của 4 tỉnh thì cho được kết quả như sau. Tất cả các thông số quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn 10/2015 đạt quy chuẩn cho vùng bãi tắm thể thao của dưới nước. Đến đối với chất lượng trầm tích thì thứ nhất là nhóm kim loại nặng gồm có ASEAN, đồng, chì, kẽm, các ma thủy ngân và chrome và các nhóm hợp chất hữu cơ chúng ta thấy rằng có cả DDT rồi là DDD rồi lindan và các hợp chất PCB đều có giá trị nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn 43/2012 của Bộ Tài nguyên Môi trường và ta sẽ là tham chiếu ở cái cột số 2 phần diện tích nước mặn và nước lợ. Riêng đối với hàm lượng tổng phenol trong trầm tích
không có trong quy chuẩn của Việt Nam và cũng chưa có trong quy chuẩn của thế giới, thì chúng ta thấy có xu hướng giảm giá trị từ tháng 5 2016 đến tháng 6 2016. Mà chúng ta thấy để ý là cái hàm lượng phenol là ở tháng 5 đó, thì chúng ta thấy rằng là phân bố ở cái phía khu vực giáp danh giữa Quảng Bình và Quảng Trị. Sau đó giờ cái tác động của thủy động lực thì cái vùng phân bố vào tháng 6 chúng ta thấy rằng nó do là cái dòng xoáy quẩn cục bộ thì dẫn đến là hàm lượng phân bố của phenol trong nước là phức tạp hơn, có nhiều điểm có hàm lượng thì cao hơn các vùng khác. Mà như chúng ta thấy trên đấy là cái vùng phía Nam Xuân Dương, rồi là phía cửa Việt Đông của cửa Nhật Lệ và ở phía cuối của Thừa Thiên Huế ở cảng Sơn Trà. Rồi là chúng ta thấy là cyano trong trầm tích cũng không có sự tăng trưởng Việt Nam thì có sự hướng giảm từ tháng 5 đến tháng 6. Chúng thấy là cyano có hướng giảm hàm lượng rất cao, chạy suốt từ Hà Tĩnh đến hết Quảng Bình và phía Bắc của Quảng Trị. Thế nên là cái giải màu vàng nhạt thì là hàm lượng rất cao, và còn phía Nam thì hàm lượng thấp hơn ở phía của Thừa Thiên Huế. Nhưng đến tháng 6 thì chúng ta thấy rằng là ở phía Bắc thì giảm bớt đi, cái cyano giảm phía Bắc chứng tỏ rằng cái việc kiểm soát từ cái nguồn thải chính là Formosa tương đối nghiêm ngặt, cho nên hàm lượng của phía Bắc là nhỏ đi. Nhưng do phát tán của dòng biển chảy biển thì là cái phần mà hàm lượng cao của cyano trong trầm tích được chuyển dịch về phía Nam, mà vẫn còn cao ở phía đông của Nhật Lệ, rồi sau đó là một phần ở phía cuối của phía Bắc của Thừa Thiên Huế và điểm cuối cùng là của Sơn Trà. Và như vậy là nhận xét chung là thế này, là chất lượng nước biển thì hầu hết các thông số nằm trong dạng cho phép quy chuẩn 10/2015 của Bộ Tài nguyên Môi trường, tổng phenol và sắt và cyano nhưng tổng toàn bộ thì có xu hướng giảm. Riêng phenol thì là tăng trong tháng 7 và giảm trong tháng 8. Chất lượng trầm tích thì các thông số nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn Việt Nam là 43/2012 và Bộ Tài nguyên Môi trường, riêng tổng phenol và siêu phenol có xu hướng giảm nhanh theo thời gian. Và một số duy nhiên ở một số vực cách bờ khoảng 1,5 km có dòng xoáy cục bộ, khả năng phân tán các chất trong nước kém hơn, đồng thời khả năng tích lũy độc tố trong nước cao hơn, nên tiếp tục theo dõi giám sát chặt chẽ. Đấy là vùng Sơn Dương của Hà Tĩnh, khu vực phía đông cửa Nhật Lệ và vùng Sơn Trà, tức là vùng này cách bờ khoảng 1,5 km trở ra. Đây là những vùng mà rất biểu hiện là màu tím, đấy là những vùng đang có thì phải giám sát rất là chặt chẽ. Để chúng ta thấy đó là các cái màu gạch ngang, gạch đứng, gạch dọc đã thể hiện cái nơi tập trung cao của các hợp phần siêu đua sắt, amoni và phenol. Đấy là ba cái vùng mà tôi cho rằng cần phải đặc biệt lưu ý giám sát chặt chẽ hơn, do hàm lượng tuy hàm lượng chưa đạt chuẩn, chưa đạt chuẩn nhưng là hàm cao hơn các khu vực khác do tác động tự nhiên. Các cái quá trình chúng ta vừa nói những là dòng xoáy cục bộ. Và đây là những cái tọa độ của những cái vùng mà trăng vào bốn góc, đấy là đối với vùng Sơn Dương chúng ta thấy đó là cái tọa độ là kinh độ và vĩ độ, thì sau đó là khu vực phía đông của Nhật Lệ và Sơn Trà với diện tích là sơ bộ ở cái vùng Sơn Dương lên vùng ngoài biển á là 300 km, vùng phía đông của Nhật Lệ là khoảng 330 km², và ở Sơn Trà là vùng lớn nhất là 1,620 km². Về mặt bản kết tụ thì chúng ta sẽ có cách tổng quát là thế này, là lúc bắt đầu từ tháng 4, tháng 5 thì bản kết tụ phủ trên diện rộng và bề dày lớn và nguyên nhân gây cá chết hàng loạt. Đến tháng 6, tháng 7 thì xu hướng nó giảm đi và trên nền đáy của con cát hầu như không phát hiện được các mảng bọt này nữa. Hàm lượng phenol xuyên mua trong các mảng bọt kết tụ ở 90% khảo sát thì giảm rất mạnh, có nơi giảm tới 90%. Tháng 4 thì hết luôn, tháng 4 đầu năm ở các phòng Sơn Bóng Dương, Chân Mây và Hải Vân là rất cao. Hàm lượng phenol và các mặt bằng cao thủ trên các rạng san hô Quảng Trị, Thừa Thiên Huế thấp hơn so với mặt bằng của Quảng Bình. Đấy, nhưng chúng ta đã thấy sự tiêu là tương ứng các cái biến đổi về hàm lượng của phenol cyano trong nước và trầm tích. Đây là những mặt bằng cao thủ ở trên các rạng san hô vào tháng 7. Chúng ta thấy rằng là vẫn còn những cái màn bằng keo tụ mà chúng ta đã cảnh báo trên là vẫn có thể có những cái lượng bất thường về chất lượng bất thường. Nên tháng 4 chúng ta nhận phủ kín, không nhìn thấy bất kỳ đặc sao nữa, và cả chất lượng chìm trong cái màn bằng keo tụ.
của nhân trạch. Và đây là phần tư chúng thấy là cát dưới đáy biển phủ lớp màu vàng và là phần của hydroxyl. Và đến tháng 7 thì vùng Hòn Sơn Trà và phía đông của Nhật Lệ của mình vẫn còn lưu lại cái màng bạc, tuy nhiên là giảm đi rất nhiều. Và thì chúng ta theo dõi cái hàm lượng của cái phenol bằng cơ vị tính là miligam trên kg. Tại nhiều nơi đấy cái màu đỏ ấy là của tháng 4 là cao rất nhiều lần so với màu xanh ở dưới đấy. Chúng ta thấy rằng là vùng sơn dương cũng như là vùng sơn trà đấy là màu xanh như màu của tháng 7, mà màu đỏ ấy, cái cột màu đỏ thì cao hơn rất nhiều lần, có nơi cao hơn gấp cái phần còn lại chỉ phần 10 so với của cái tháng 4 và tháng 5. Thế đối với cái hàm lượng tổng sắt ở phía dưới đồn dưới thì chúng ta thấy rằng là rất cao trong tháng 4 và giảm mạnh vào tháng 7. Cái cột màu đỏ này là biểu hiện của tháng 4 và cột màu xanh là của tháng 7. Chúng ta thấy cột màu xanh rộng hơn nhau đến 3 đến 5 lần so với của tháng 4 và tháng 5. Về mang bằng các tụ thì ta thấy phân bố trên không gian của cái phenol. Thì chúng ta thấy rằng là đây là phân bố trong tháng 6. Thì chúng ta thấy như thế này, ở cái tại khu vực Hòn Sơn Trà những cái vùng màu đỏ ấy là vùng của hàm lượng tăng cao. Thì đấy là ở nằm trong mang bằng các tụ thì ta thấy rằng là ở Sơn Trà màu đỏ ấy và Chân Mây và Sơn Dương đã giảm rất nhanh, nhiều nơi đã giảm 9%. Đấy là cái cột bên phải chúng ta thấy phân bố không gian và ở bên trái không gian và bên phải đó chính là nơi hàm lượng của cái hợp phần này đã giảm rất mạnh trong thời gian từ tháng 7. Và đây là hàm lượng sắt cũng thế, trong cái không gian thì chúng ta thấy phần màu đỏ là nơi có hàm lượng cao trong cái mảng bảo keo tô, và phần màu xanh nhạt thì thấp hơn và xanh gần nhất. Chúng ta thấy rằng là đấy những vùng mà chúng ta cảnh báo ở phía trên là phía đông của Nhật Lệ, Sơn Dương và phía cuối là Sơn Trà là có hàm lượng cao trong cả trong trọng tích lẫn trong mảng bảo keo tô. Về mặt hệ sinh thái thì chúng ta thấy rằng là hiện trạng cũng thì các hệ sinh thái các bờ tháng tư thì chúng ta thấy rằng là như màn hình đã thấy bên phải đấy, đây là cá chết trắng ạ, san hô chết trắng hàng loạt ở thời điểm tháng tư và tháng năm, và các tập đoàn san hô còn sót lại trên nền đá là sau sự cố thì chúng ta thấy là tháng bảy tháng tám thì đã khôi phục tốt hơn. Và chúng ta thấy rằng đây là cái vùng san hô chết trắng ở thời điểm tháng tư tháng năm, tức là và sau đó thì là khá hơn đúng không, vào thì và nên bắt đầu xuất hiện bị trong phủ sau sự cố thời điểm tháng 6 và tháng 7. Nhiệt độ phủ trên nền đáy trên sạt san hô tại đảo Hoàng Nga Bình chúng ta thấy ở trên. Và đến thì tập đoàn sạt san hô ở thời điểm tháng 4 và tháng 5 ở thì vùng là Hòn Nồng và chúng ta phía dưới là được khôi phục tốt hơn, nên là chúng ta thấy tinh trên trắng gần diện tích rất lớn, còn phía dưới thì là được khôi phục. Và chúng ta thấy là cồn cỏ một nơi rất xa ít bị tác động thì hạn thì tập đoàn san hô còn mạnh khỏe từ tháng năm, và sau sự cố đặc biệt vẫn là tốt bệnh ít bị tác động. Thì đối với cái ở vùng mà Hải Vân và Sơn Trà thì chúng ta thấy rằng là san hô bị chết hàng loạt cái bãi chuối ở thời điểm tháng tư tháng năm và bắt đầu có xuất hiện rong bao phủ lên san hô làm san hô để vào tháng bảy, và có dấu hiệu của tập đoàn san hô còn sót lại phục hồi sau sự cố và ảnh tiếp tục trên tầng dưới, chúng ta thấy được như vậy. Và đây là vùng phân bố của các cái làm san hô mà chúng ta vừa mô tả ở phía trên, đó là Hoàng Sơn Dương, Hoàng Gia rồi khu vực Sơn Trà. Như vậy là nhận xét chung về biến động của rạn san hô thì 100% rạn san hô có dấu hiệu bị tẩy trắng, nhóm san hô có cành hầu hết các chất hàng loạt, và chúng ta thấy là vào tháng 4 và tháng 5 đặc biệt là Hòn Sơn Dương thì tỷ lệ chết cao lên đến 9%, sau đó Hòn Nồng, Hải Vân, Sơn Trà, Thừa Thiên Huế và điểm cuối tỷ lệ san hô bị suy giảm là gần 67%. Sinh vật trên rạn san hô còn rất nghèo nàn, mật độ cá rất thấp và thấp nhất là Hòn Dương, Hòn Nồng và rải rác có gặp vài cá kinh tế chết trong các hang động của san hô. Đến thời điểm tháng 6, tháng 7 thì không còn xảy ra hiện tượng san hô bị tẩy trắng. Ở trên rạn san hô đã xuất hiện được cái được san hô phục hồi tự nhiên từ theo đoàn đã chết từng phần hoặc cấu trùng san hô bắt đầu định cư và phát triển trên nền đáy rạn. Chúng ta thấy đó là Hòn Nồng, Hải Vân, Sơn Trà, những các cái nhà trước đó đã thấy.
và các kích thước nhỏ và các động vật tái hơi lớn trên các cái sàn san hô có dấu hiệu phục hồi tích cực với mật độ cao hơn hẳn trước đó. Và cá rạn san hô thì chúng ta thấy rằng đây là hình mô tả đấy, nhớ đến cái phần chi tiết này thì quân đội viện tài nguyên môi trường có thể bổ sung giải thích thêm, đó là đây là chi tiết các cái loài và đối tượng khai thác. Họ có thể rằng là ở Sơn Dương, ở Sơn La, Hoàng La, Hoàng Đồn, Nhân Trạch, Cồn Cỏ, thì chúng ta thấy rằng là cái vùng mà chúng ta thấy đó là thì loài còn rất thấp là màu đỏ ở Sơn Dương, Hoàng La và vùng Cồn Cỏ vân thì nó rất nhiều. Rồi là cá rạn san hô thì là mật độ trung bình cá rạn san hô theo các nhóm kích thước tại khu vực nghiên cứu đã cho thấy đây là Sơn Dương đúng không? Cái loại trên tan sông nhất là không còn con nào, còn La cũng không còn, và Hòn Lồ cũng không còn. Như vậy những con cỏ còn lại 18 đúng không? 20 thì cá bé thì bắt đầu xuất hiện ở tất cả các điểm chúng ta thấy là dưới 10 cm thì tất cả các điểm đều đã xuất hiện. Đây là một số hình ảnh của cái nguồn lợi cá rạn san hô tháng 6/2016, địa điểm đó là điểm Đảo Sơn Dương, chúng ta thấy ở đỉnh Đảo Hòn Đốm, Hòn Đốm, Cồn Cỏ, Hải Vân, chúng ta thấy rằng là hai điểm Cồn Cỏ tốt hơn. Và đây là một số hình ảnh mà do Viện Tài nguyên Môi trường Biển đã quay để chỉ nước, đấy là người ta đang 4/5 tại Đảo Sơn Dương và cũng Sơn Dương vào thời điểm 6/7. Để chúng ta thấy rằng là ở bên trái tức là 4/5 thì không thấy, hầu như không thấy được bất kỳ một con cá nào cả, đúng không? Và ta còn cái máy chết trắng. Thế còn đến tháng 7 thì là chúng ta thấy là cả con đi trước khoảng 10 nhỏ đấy là xuất hiện nhiều hơn hẳn ở giai đoạn tháng 4 và tháng 5. Đấy là kết quả quay video trực tiếp của các nhà khoa học thực hiện tài nguyên và môi trường biển. Và chúng ta thấy rằng đấy là cái bên trái là tháng chết trắng đúng không? Thì cái này thì là thể hiện là cá đã thật nhiều việc. Tuy nhiên chúng tôi lưu ý đây là cả kích thước rất nhỏ, không hề thấy cả to xuất hiện. Và như vậy là chúng ta thấy là tháng 4, tháng 5 là không thể xuất hiện cả con. Thì nào đến tháng 7, tháng 8, à, tháng 6, tháng 7 thì chúng ta thấy xuất hiện nhiều hơn. Và để trong phần giải lao thì tôi nghĩ rằng là có thể xem tiếp cái video này. Đấy là... Vâng, thế thì xin cái phần này là nếu được ai quan tâm hơn thì chúng tôi xin được cung cấp bởi vì để gắn thời gian các chị theo dõi lâu hơn thì chúng tôi xin đi tiếp lại cái phần quay trình vâng đi rộng ra thì sẽ ra cả bên dân tàu bảy. Vâng, đấy là chúng ta thấy bên này là màu vàng bị thì màng cọc keo tụ bám bên đó. Và bên này là vừa thấy xuất hiện của rạn cá và cái màu thì làm bằng keo tụ và dạng nhạt màu không còn màu vàng ở bên trái của màn hình nên là bắt đầu chuyển sang màu tương tự tự nhiên của cái đảo san hô. Như vậy là về mặt biến động hệ sinh thái của loài sinh vật thì chúng tôi nhận xét như thế này là đến thời điểm mà nay ấy, thì là không còn hiện tượng san hô chết hàng loạt như thời điểm tháng 4 và tháng 5 và nó thể hiện cho độ che phủ san hô sống của san hô chết và tỷ lệ suy giảm. Đấy, lúc đấy là chúng ta thấy ở Hòn Sơn Dương là suy giảm 90% và Cồn Cỏ thì không bị suy giảm thế nào. Và tiếp theo đó là phần Sơn Tràng là gần 67%, phần Hòn La và Hòn Nổ là trên 45%. Thì đối với là nguồn lợi cá rạn san hô thì chúng ta thấy rằng là cái đầu trữ lượng cá rạn san hô khu vực nghiên cứu thì gồm có Sơn Dương là giảm từ 94%, rồi là Hòn La là gần 74% và Hòn Nổ là trên 70%. Và đây là cảnh báo thứ hai rất quan trọng, đó là thì các bãi đẻ truyền thống có nguy cơ bị mất do thay đổi về điều kiện môi trường mà chúng ta vừa nêu trên. Đây là các cái bãi đẻ khu vực Hải Vân, Sơn Trà, Thừa Thiên Huế, là đây là kết quả nghiên cứu của Viện Hàn lâm Học Công nghệ Việt Nam. Và nguồn lợi thì chúng ta thấy rằng là cá rạn san hô ở khu vực Hải Vân, Thừa Thiên Huế vào tháng 6
Ở đây là bên trái là cái dạng san hô khu vực Hải Vân, và bên phải là các gò đồi gần khu vực Hải Vân và Sơn Trà ở Thiên Huế. Chúng ta thấy rằng là ở bên là đây là các cái đá ngầm này có thể là sản phẩm của các cái hoạt động núi lửa. Thì là chúng ta thấy rằng là còn ở phía bên kia là dạng san hô, thì cả hai nơi đều xuất hiện. Như vậy cả những dạng san hô và trên cả những gò đồi lầm đều là xuất hiện cá sau cái sự vào tháng 6 và tháng 7, chứng tỏ rằng hệ sinh thái ở đây đã được hồi phục từng phần. Riêng đối với hệ sinh thái cò biển rừng ngập mặn thì chưa thấy dấu hiệu chịu ảnh hưởng sự cố môi trường trong thời gian vừa qua, và trên cơ sở những gì kết quả nghiên cứu và trình bày ngắn gọn ở trên thì tập thể tác giả đi đến một số kết luận sau. Ở đây kết luận chỉ có hai nhóm kết luận, là của chính nhóm tác giả triển khai và cái thứ hai là kết luận của Bộ Y tế. Thế thì kết luận thứ nhất thì chúng tôi thấy rằng là kết quả quan trắc và hiện trạng diễn biến và mức độ ô nhiễm môi trường đất biển miền Trung được tiến hành bằng quy trình và phương pháp khoa học hợp lý, và trên cơ sở phương pháp khoa học hợp lý ấy thì nó cho được cái kết quả như sau. Thứ nhất là các thông số đặc trưng của môi trường biển trầm tích biển thì đều nằm ở phần khu vực, phần lớn khu vực đều nằm trong dạng quy chuẩn của Việt Nam 10/2015 và đạt tiêu chuẩn ở với vùng bãi tắm thể thao biển nước, nuôi trồng thủy sản và bảo tồn thủy sinh. Tuy nhiên ở một số khu vực có dòng xoáy cục bộ như là Sơn Dương ở phía đông của Nhật Lệ hoặc Sơn Trà với các cái tọa độ và diện tích chúng tôi đã nói ở trên để có khả năng phân tán các chất trong nước kém hơn, đồng thời khả năng tích lũy độc tố ở trong trầm tích cao hơn nên cần tiếp tục theo dõi giám sát một cách chặt chẽ. Mình xin lưu ý ở đây những cái vùng mà vượt giới chuẩn của môi trường Việt Nam hoặc là trung bình của các khu vực, nhưng là vì có yếu tố tự nhiên thuận lợi tích lũy độc tố thì cần giám sát chặt chẽ hơn để đánh giá được chính xác hơn, cụ thể hơn về mức độ tác động của nó. Cái thứ hai là với sự kiểm soát rất là chặt chẽ nguồn thải từ Formosa và cơ chế động mạch tự nhiên của môi trường thì hàm lượng các chất ô nhiễm từ sự cố môi trường biển đang có sự giảm theo thời gian. Và thứ ba, thứ tư đó là hệ sinh thái dạng san hô có biển và nguồn hải sản ở khu vực sau những tác động của sự cố môi trường bị suy thoái mạnh cả về đa dạng sinh học và quy mô nay đã bắt đầu có số phần tích cực. Đây là kết luận của Bộ Y tế, nhóm kết luận của chúng tôi là dừng ở cái slide thứ nhất này. Về kết luận, thì còn đúng theo số liệu quan sát của Bộ Y tế từ 28 tháng 4 2016 đến ngày 8 tháng 8 của ngày 2016 thì kết quả khi kiểm nghiệm đánh giá mức độ an toàn của các mẫu hải sản lấy tại 4 tỉnh miền Trung thì cho thấy thứ nhất là hàm lượng của số chất ô nhiễm trong hải sản đã giảm dần theo thời gian. Và trong thời gian tới thì Bộ Y tế sẽ phối hợp với Bộ Tài nguyên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thực hiện giám sát hải sản đánh bắt tại các vùng biển an toàn đã được Bộ Tài nguyên công bố, chính vùng biển mà chúng tôi vừa thông báo ở trên. Đấy là tiếp theo để đây là kết quả ở giai đoạn đến tháng 8. Do cái sự cố môi trường rất là nghiêm trọng và phức tạp thì chúng tôi kiến nghị là để theo dõi đánh giá diễn biến chất lượng môi trường các hệ sinh thái biển ven bờ khu vực miền Trung và giám sát nguồn tác động từ các dự án khu công nghiệp, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ ven biển. Bộ Nguồn nhân môi trường là sẽ làm ba việc sau đây. Thứ nhất là triển khai đồng bộ các hoạt động quan trắc giám sát trên biển, trên đất liền, đặc biệt là giám sát chặt chẽ nguồn phát thải từ công ty Formosa Hà Tĩnh. Thứ hai là thiết kế dữ liệu, xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và các ứng dụng công nghệ hiện đại để giám sát thời gian thực và cảnh báo kịp thời ô nhiễm môi trường biển. Thứ ba là huy động sự tham gia của các cấp, các ngành, các cộng đồng dân cư trong việc giám sát các nguồn thải ra sang môi trường, và thứ tư là các doanh nghiệp trong quá trình đầu tư cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật trong đó có việc bảo vệ môi trường để đảm bảo không bao giờ có bất kỳ sự cố môi trường tương tự nào xảy ra ở Việt Nam nói chung và vùng ven biển nói riêng. Thì thay mặt tập thể tác giả, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương,
Bộ Y tế, Đại học Quốc gia Hà Nội và tất cả các cơ quan quản lý trong nghiên cứu khoa học đã giúp đỡ tập thể tác giả hoàn thành báo cáo này. Cũng xin được cảm ơn các chuyên gia quốc tế đã đồng hành cùng tôi để tham gia đánh giá tại hiện trường, thẩm định các cái phương pháp và kết quả của những báo cáo để chúng ta có lòng tin cậy.